For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý. Lý Nhã Kỳ tuổi U50 mang trên người 5 tỷ đồng đi sự kiện, chỉ riêng đồng hồ đã 2 tỷ. Lý Nhã Kỳ được biết đến là một nữ diễn viên kiêm doanh nhân giàu có bậc nhất showbiz Việt. Mỗi lần xuất hiện, Lý Nhã Kỳ đều khiến mọi người choáng ngợp trước sự giàu có sang chảnh của cô. Mới đây, Lý Nhã Kỳ tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi tham gia sự kiện ra mắt một siêu xe thuần điện có giá trị lên đến 18 tỷ đồng mỗi chiếc. Được biết, Lý Nhã Kỳ là khách hàng ưu tiên của hãng xe sang này nên luôn được mời đến trong những dự án quan trọng. Nữ diễn viên tiết lộ cô đến với sự kiện 5 tỷ đồng trên người. Cụ thể, Lý Nhã Kỳ đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu Gap phiên bản giới hạn có giá lên đến 2 tỷ đồng, vốn ít người dùng. Ngoài đồng hồ tiền tỷ, Lý Nhã Kỳ còn mang trên người nhiều trang sức, túi sách hàng hiệu đắt đỏ mà theo cô tiết lộ là tổng giá trị lên tới khoảng 3 tỷ đồng. Những trang sức kim cương đắt giá được nữ diễn viên lựa chọn để đeo trong những dịp quan trọng. Dù đã ở tuổi U50, nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn khiến công chúng trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung xinh đẹp của mình. Người đẹp không tuổi không ngại diện đồ cut out sâu, khoe đường cong gợi cảm và để lộ những phần cơ thể nóng bỏng, đốt mắt người đối diện, nhưng vẫn không kém phần quý phái sang trọng. Nữ diễn viên chia sẻ, cô không ngại mặc đồ táo bạo ở độ tuổi hiện tại vì cô vẫn là phụ nữ độc thân chưa gia đình. Cô nói, tôi nghĩ phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng vẫn là thanh xuân. Thanh xuân không phải chỉ ở những năm đôi mươi và tận về sau này. Chỉ có điều, nhiều phụ nữ bị vướng bận với bộn bề cuộc sống sau khi lập gia đình mà quên mất đi thanh xuân của họ, đánh mất vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi người. Vì thế, tôi muốn truyền đi một năng lượng tích cực rằng phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng là thanh xuân. Hãy tận hưởng từng phút, từng giây và chăm sóc cho chính bản thân mình. Dám nghĩ, dám làm những điều mà mình thích. Mình không cần e ngại, sợ sệt những ánh mắt từ người khác. Tôi không ngại thể hiện bản thân dù ở độ tuổi nào vì tôi tự tin với những gì mình làm được, có được. Chỉ cần bản thân bạn thấy đẹp thì người khác cũng sẽ thấy bạn đẹp. Nhan sắc Lý Nhã Kỳ đã trở nên quyến rũ, hút hồn, quan khách khi nước da trắng không tì vết cùng với gương mặt thanh tú với những nét đẹp tự nhiên cộng thêm bộ đầm cắt xẻ phô dáng của Đỗ Long đã làm toát lên thần thái đỉnh cao này. Đó là lý do không chỉ cuộc sống giàu sang và gu thời trang, từng món đồ của cô đang là mơ ước và hình mẫu với rất nhiều người theo đuổi. Lý Nhã Kỳ còn được biết đến là một trong những đại gia giàu có bậc nhất của showbiz. Cô sở hữu tài sản kếch xù với kho kim cương, biệt thự dát vàng, du thuyền trị giá hơn 1 tỷ đồng. Dù có nhiều siêu xe, nhưng nữ diễn viên doanh nhân Lý Nhã Kỳ vẫn tin dùng chiếc hạng sang tới từ thương hiệu xe Anh Quốc Rolls-Royce Ghost. Chiếc siêu xe trị giá 40 tỷ đồng luôn được kiểu nữ ưu ái, không chỉ đến các sự kiện quan trọng mà còn di chuyển hàng ngày. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.